Bạn ơi thử giúp mình file Revit kiến trúc dung lượng khoảng 200MB xem nhé, vì file kết cấu của bạn nhẹ hơn nhiều so với kiến trúc. Và bạn thử nhiều về hư dựng hình, chuyển tác để so sánh. Ok, hôm nay thì mình sẽ test chiếc Dell Vision 7740 với cái tác vụ làm Revit này, làm AutoCAD, làm SolidWorks cũng như là Photoshop, để xem chiếc laptop này nó có thể đáp ứng được trong cái thời điểm hiện tại hay không. Tại vì ấy, con Dell Vision 7740 thời điểm hiện tại cấu hình rất là khủng, nhưng mà mức giá dưới 20 triệu rồi nha các bạn. Đã có RTX 3000 luôn. Ok, xin chào các bạn đã đến với Laptop TC. Mình là Đại Công Nghệ. Chiếc máy ở trên bàn của mình thì khá đặc biệt, với Core i7-9850H 6x12 luồng. Xung cơ bản của nó chỉ là 2.6GHz thôi, nhưng mà RAM thì lên đến tận là 32GB, hai thanh 16GB này, bớt là 2600. Ổ cứng của nó thì sẽ là chuẩn SSD với 512GB NVIDIA Quadro. Chúng ta cần quan tâm đó chính là công suất cao nhất của cái con card rời là 80W. Con card rời này thì có một cái hay, đó chính là chúng ta sẽ có tận là 6GB RAM. Và trong cái bài này thì CPU nó cũng chỉ ăn 23.5W và nhiệt độ là khoảng 83 độ. Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào cái điểm số của Fermat với 4.356 điểm. FPS trung bình chỉ là 73, cũng như là nhiệt độ cao nhất của GPU là 71 độ C. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái điều kiện mà mình test, đó chính là nhiệt độ môi trường, nó rơi vào khoảng 23 độ C. Ok, với chiếc Dell Vision 7740 thì chúng ta hãy cùng test những cái phần mềm đồ họa đơn giản nhất như kiểu là Photoshop xem nó sẽ như thế nào. Quá mượt các bạn ạ. Tầm này không phải nghĩ. Ok, mở thêm vài cái tab nữa. Ok, chúng ta hãy đến những cái file nặng hơn đi. Nhẹ quá. Quá nhẹ. Khoảng 61 độ C mà. CPU tầm 61 độ thì làm ăn gì nữa. Quá mát. Đúng không? Cái này mình thấy hơi đơ này, nhưng mà nó vẫn phản hồi ngay tức thì nhá. Mình sẽ có một cái file cực kỳ nặng như thế này, nó rơi vào khoảng 100 layer. Mở lên cũng chỉ một vài giây thôi. Đó, phải di chuyển như thế này á thì nó hơi bị delay này. Di chuyển khoảng 100 cái layer, những cái icon nhỏ nhỏ thôi, nhưng nhỏ xinh xinh. Zoom in zoom out thì mượt, không có vấn đề gì cả. Chẳng qua đây nặng do phần mềm nó chỉ có thể đáp ứng như thế thôi. Mình đã thử rồi, không có con nào mượt hơn được đâu. Nó chỉ đến thế thôi. Đó, như thế này là ok rồi đấy. i7 đầu 9 vẫn đáp ứng Photoshop mượt mà nhá. Chúng ta sẽ sang phần mềm khác. Và cũng một phần mềm nhẹ hơn nữa mà anh em thấy những cái con máy văn phòng vẫn có thể làm được, đó chính là AutoCAD. Và đây sẽ là cái phiên bản mình sử dụng AutoCAD 2022 nhá. Phải nói với anh em là không hề nhẹ nhá. Chúng ta sẽ có những cái file bản đồ và nặng đến là 97 đến hơn 100MB. Ok, đây sẽ là một cái bản đồ toàn bộ hệ thống giao thông ở Hà Nội. Mình sẽ mở và chúng ta cùng đếm xem bao nhiêu giây nhá. Bắt đầu 8, 9, đơ rồi. Các bạn thấy nhẹ chưa? Đơ luôn cả AutoCAD. Mình mở những cái file khác nha. Hệ thống toàn đô thị 97MB nha. 1, 2, 3. Đây là chưa mở phần mềm sẵn này. 27, 30 giây mới mở xong được cái bản đồ này. File CAD nó rất nặng. Đấy, anh em thấy chưa? Đơ luôn. Đơ luôn nha. Tuy nhiên nó sẽ mất một vài giây thôi, còn lại thì nó sẽ mượt. Đây sẽ là cái bản đồ giao thông cũng như là đất này, thông số ở trên màn hình này. Mình sẽ zoom in lên cái bản đồ này. Đó, tận 113 mili giây. Ở đây thì chúng ta sẽ có nhiệt độ CPU i7-9850H với khoảng 20W này là 65 độ C. GPU RTX 3000 là 57 độ với khoảng 32W. Và được cái là chúng ta sẽ có được cái mức FPS từ 25, 10 này, thậm chí 10, crop khá là nhiều. Những cái file nó nặng như thế này, thổ tây này, nặng chưa? Và cái mức RAM sử dụng là khoảng 9/32GB. Con card rời RTX 3000 nó hoạt động loát những cái file này mình thấy vẫn phát một, vẫn ngon. Chúng ta sẽ mở thêm một cái file nữa nhé. Đây sẽ nhỏ hơn, của Sơn Tây thôi. Ok. Bởi vì con CPU nó chỉ nóng lên 60 độ nên mình sờ vào đây nó chỉ ấm một chút thôi. Nói chung AutoCAD 2D thì quá nhẹ nhàng. Bạn nào mà có file AutoCAD 3D nặng ấy, thì cứ gửi liên hệ trực tiếp với mình, Đại Công Nghệ, để mình có thể test trên những cái con máy này nhá, xem có gì thú vị hay không.
Mượt mà. Khi mà chúng ta zoom như thế này thì cái con RTX 3000 nó sẽ phải hoạt động từ 16 đến 30% thôi. Quá đơn giản, đúng không nào? Sang cái hệ thống toàn đô thị đi thì cái map này to hơn này, xem nó sẽ hoạt động bao nhiêu phần trăm. Vẫn chỉ 30% nhá. Mới 30%. Ok, ở đây thì mình sẽ có thêm một số file nữa. 120MB nhá. 1 2 3 4 12 13 14 14 giây. Và file này nó đã sử dụng lên cái ngưỡng là 11GB rồi. Thế nhưng mà càng nhiều file kết thì nó sẽ ăn nhiều GB RAM hơn. Mình sẽ thử mở thêm một cái file nữa nha. Hệ thống điện này, 102MB. Cái này nhanh, chỉ khoảng 10 giây thôi là đã xong rồi. Mở càng nhiều file kết nha. Từ nãy đến giờ chúng ta sẽ có 4 cái file, 4 file kết và đã chiếm 14GB RAM rồi, chiếm 14GB RAM. Xài đồng Trần Hưng Đạo này, Đại La này, zoom in zoom out chỉ khoảng 30% của con cà phê thôi. Các bạn biết không, đây sẽ là cái phiên bản RAM 32GB và nó mới lắp 2 thanh RAM thôi nha. Nâng cấp của mấy cái con máy chạm này thì thoải mái, nhiệt độ như thế này phải nói quá mát. Hiện trạng giao thông cái này vừa xong mở đơ này, không biết bây giờ mở được chưa. Nó chạy hết rồi đây, khoảng 20 giây ra và đã ăn lên ngưỡng là 16GB rồi. Mở 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái file kết nặng tổng lại nó rơi vào khoảng nửa ghi đấy. Bắt đầu chạy lên ngưỡng là 47% luôn. 60 độ với GPU, còn CPU là 74 độ thôi. Vẫn rất thoải mái đúng không nào? Đường xã đàn các kiểu, Đại Cồ Việt này, phố Đại La này, ngã Tư Vọng, phố Minh Khai đấy. Bạn nào không biết đường thì có thể bảo mình gửi file kết này cho mà xem nhá. Đầu hết đầu, chưa chắc máy đã mở được cơ. AutoCAD thì mình đánh giá. Ok, ta sẽ đến với SolidWorks 2022 nhá. Và phải nói thật với các bạn là cái phần mềm này mình không giỏi, mình chỉ kiểu là học lỏm lỏm một chút mà thôi. Đây thì mình sẽ test được cái gì thì anh em xem nhá. Có file sẵn rồi, 80MB này. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 30 giây mới mở được xong một cái file. Ôi nó còn có đổ bóng như thế này mà các bạn, cả quá rồi, đẹp chưa? Ví dụ zoom in zoom out thì nó sẽ không sử dụng quá nhiều sức mạnh của CPU và GPU đâu. Nhưng mà khi mà mình xoay như thế này này, nó sẽ sử dụng khá là nhiều nha. Đó, load lên 40% này. Quay nhiều xem nào. Nhiệt độ CPU tăng lên 81 độ C rồi, 82 độ. Nhiệt độ GPU là khoảng 70 độ C thôi. Mình sẽ thử vẽ thêm một cái chi tiết vào đây xem nào. Enter nhá. 1 2 3. Chỉ mất khoảng 2 giây thôi. Nó nốt rất nhanh. Để tính toán những cái bề mặt như thế này thì khá đơn giản. Chúng ta thử vẽ trên cái bề mặt như thế này xem nhá. Đấy, đóng sang từ kia sang đây. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 2 giây. 2 giây là chúng ta có thể thành công rồi. Thế còn cả game thì sẽ không có cái tính năng này đâu. Chỉ tích hợp duy nhất vào cả Quark Raw, cả rời kiểu làm đồ họa thôi. Ok, SolidWorks thì cho mình test thế thôi. Thì nếu mà các bạn cần cái gì, các bạn thấy là test như thế này chưa được thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Cảm ơn các bạn. Và chúng ta sẽ đến với một cái phần mềm thú vị này, Revit 2023 nha. Một phần mềm mình nhắc lại rất thú vị. Chúng ta sẽ phải xem lại cái dữ liệu này. Nó sẽ nặng 103MB nha. Ở đây không biết bạn nào đã sử dụng cái phần mềm này chưa, nhưng mà mình sẽ bấm vào các bạn sẽ hiểu nó để làm gì nha. Ok, 1 2, 9, 10. Ok. Đây giống như kiểu là một cái bản vẽ CAD 2D vậy. Nhưng mà thực ra nó sẽ là phần mềm để chúng ta làm những cái kiến trúc, vẽ vời cũng như là dựng những cái video render phát một luôn. Quá nhẹ nhàng. Đó, mình sẽ zoom lên cho các bạn xem này. Đây là một cái mô hình nhà thờ nhá. Nhìn đi, dồi, gạch ngói này. Các bạn thấy không, có cả những cái kèo cột này, những cái mà để lợp ngói á. Đó, thấy chưa? Và đây thì cái FPS nó khá là thấp nhỉ, chỉ khoảng 9-10 thôi. Đây, mình sẽ thử xoay nhá, di chuyển này. Thì cái con GPU nó sẽ hoạt động khoảng 31%. Ăn có 8W. Ok, như cái phần mềm này thì các bạn sử dụng các bạn biết rồi. Mình sẽ chỉ thao tác cho các bạn biết được nó có mượt hay không thôi. Nhưng mà hiện tại 10 FPS nhưng mà vẫn thực hiện được các cái thao tác này. Nhưng mà nhiệt độ thì rất ổn nhá, chỉ còn 60 độ C CPU và 56 độ với GPU. Zoom in zoom out này đấy. Cao nhất là chỉ có 46% của con RTX 3000 thôi.
với một chiếc máy 19 triệu rưỡi thì các bạn kiếm được một con máy game mà khỏe như thế này cũng khó đấy. Khó, khỏe và mát như thế này nhá. Mình đánh giá là khó kiếm, bạn nào mà biết thì cứ bình luận phía dưới nha. Chúng ta sẽ có Encape nha, render một video trên cái môi trường 3D. Bắt đầu. 1, 2, 16. Nó chỉ sử dụng có đúng một cái nhân cao nhất của cái con i7-9850H thôi. Chỉ sử dụng đúng một nhân nhá. Còn lại GPU ít khi chạy. Đây, vào như thế này các bạn thấy wow chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Ở đây thì con cạc rời nó mới phải hoạt động công suất cao, các bạn nhìn đi. Úi dồi, 95%. Khi mà di chuyển như thế này thì bắt đầu con GPU nó phải hoạt động nhiều hơn rồi, 96%, ăn tận 80W. Trả bù cho những cái tác vụ vừa rồi đúng không nào. Đó, chúng ta có thể đi vào và tham khảo từ một cái mô hình 2D thế, nó dựng lên thành 3D được nha. Đó, trong nhà thờ thì sẽ có những cái này nhá. Nhìn rất chi tiết và mình đánh giá như thế này mượt. Các bạn thấy không? 98, 99 FPS kìa kìa. VRAM thì mới sử dụng là 3,1 trên 6GB thôi. Và RAM thì là khoảng 10GB, 10 trên 32. Quá thoải mái. Nhiệt độ của CPU và GPU thì mình cũng đánh giá là ổn. Mức này không ổn nữa thì còn mức nào. Mặc dù là cái con RTX 3000 nó phải hoạt động tận 96% nhưng như thế này là quá ổn rồi. Đúng không nào? Đây nhá. Đấy, mây trắng các kiểu mà, cái kèo cột này chúng ta nhìn rõ ràng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ render một cái video. Các bạn thấy này, bắt đầu này. Đó, nó sẽ chạy như thế này. Nãy mình đi xung quanh đấy. Thì chúng ta sẽ có được những cái thông số. Nhiệt độ của con cạc rời lên 80 độ C rồi. CPU là 78, 91% này, 80W này, 134 FPS, rất mượt. RAM là 9,5 trên 32GB. VRAM của cạc rời là 3,1GB trên khoảng 6GB đấy. Đấy, tiếp theo là cái đoạn bay lên trời này. Đó, bay lên trời chưa? Ui dồi. À, vào trong nhà nào. Úi dồi. Đấy, bay lên trời. Tí nữa chúng ta sẽ render một cái video 4K với những cái hành động như thế này nhá. Và từ nãy giờ thì mình thấy nhiệt độ con cạc rời nó sẽ dao động từ khoảng 82 đến 83 độ C trở lên cái ngưỡng là 85 độ. Nhưng mà thực sự là nặng nhỉ. Cái này quá nặng luôn. Đây là một cái tác vụ khá nặng đấy. Ok nhá, bây giờ thì mình sẽ export cái video này. Chúng ta sẽ chơi 4K luôn, 60 frame 4K. Đây các thông số chúng ta có thể thấy này. Nó vẫn đang chạy. Và chúng ta sẽ bấm giờ xem hết bao nhiêu lâu nhá. Bây giờ là 2 giờ 40 phút. Sau 4 phút thì video render được 24%. VRAM lúc này thì ăn lên cao khoảng 4,4GB rồi. Đây là một cái con cạc rời rất là khỏe về 6GB VRAM đấy. Có một cái mình thấy khá là hay, khi mà với RTX 3000 thì cái con cạc rời nó sẽ không phải chạy 100% khi mà render video. Một số con cạc rời như RTX 4050 ấy thì khi render mình thấy nó chạy cả 100% luôn. Đó, các bạn thấy chưa? GPU cao nhất là 84,1 độ C rồi này. Sau 9 phút là được 50%. Sau 13 phút chúng ta đã thấy được cái ngưỡng 98 độ C trên CPU và GPU là 87 độ. Quá cao, quá cao, quá cao. Gen 4K tầm này quá cao. Cao nhất của CPU lên 100 độ C rồi. Và sau 14 phút render được 76%. Ok, và bây giờ là 98%, CPU lại 96 độ, 99, 100. Tức là tổng của chúng ta thì sẽ mất khoảng 20 phút để render được một cái video 4K. Bây giờ thì mình cũng sẽ xuất một cái video Full HD nhá. Full HD 60 nhá. Đó, 1% rồi, rất nhanh. Bây giờ là 15 giờ này các bạn. 1 nhân trên 6 nhân là chạy nhiều. Và chính cái nhân đấy thì nó sẽ nóng nhất. Cái mức xung thì nó rơi vào khoảng 4.2GHz, 99% rồi. Và chúng ta mất 5 phút để render được một cái video Full HD nhá. Đó, cái này là 4K nhá, 993p. Còn cái Full HD 320p. Đây là cái 4K nhá. Lag ấy nhỉ, xem lại này. Hơi giật giật này. Full HD thì mượt. Các bạn đã thấy được sức mạnh của Dell Ryzen 7740 chưa? Sau 5 năm nhưng mà hiện tại thì nó vẫn cân được rất nhiều các cái phần mềm đồ họa hiện tại như ở AutoCAD hay thậm chí là SolidWorks một cách khá là mượt mà và thoải mái. Tuy nhiên thì với cái phần mềm Revit khả năng cao là với Dell Ryzen 7740 chúng ta chỉ có thể hỗ trợ render Full HD là ok thôi, còn 4K thì nó hơi giật giật một chút. Và nói chung là với tầm giá 19 triệu đây vẫn là con laptop máy chạm các bạn có thể mua về làm việc cũng như là kiếm tiền một cách rất ngon lành.
Và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Link mua hàng mình sẽ để ở phía dưới tại laptop TC. Xin chào các bạn, mình là Đại Công Nghệ.